Trong bối cảnh dịch COVID-19 quay trở lại từ tháng 7 năm 2020 với diễn biến phức tạp, Tổng cục Thống kê tiếp tục tiến hành cuộc điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch COVID-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp lần thứ hai. Đà Nẵng được biết đến là tâm dịch nên công tác điều tra được thực hiện một cách nghiêm túc nhằm đưa ra những số liệu có thể đánh giá đúng mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đối với sức khỏe và khả năng phục hồi của doanh nghiệp. Cuộc điều tra bắt đầu từ ngày hôm nay ngày 10 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 9. Trong ngày hôm qua, Cục Thống kê Đà Nẵng vừa tập huấn cho đội ngũ điều tra viên, đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch thực hiện điều tra đột xuất, đánh giá tác động của dịch COVID-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp lần thứ hai trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, Đà Nẵng sẽ tiến hành điều tra khoảng 10.000 doanh nghiệp. Điều tra này là chúng ta sẽ tiến hành điều tra theo phiếu điện tử, là các doanh nghiệp sẽ được cấp cái tài khoản và một cái mật khẩu để chúng ta trực tiếp vào cái phiếu điện tử trên cái trang web form để doanh nghiệp sẽ trực tiếp điều tra. Thì cái hai nội dung chính là cái phiếu số 01 là đánh giá cái khó khăn thuận lợi của doanh nghiệp trong thời gian qua. Đồng thời cái phiếu số 2, nội dung số 2 để mà đánh giá là có doanh nghiệp phải kê khai cái việc mà cái năng lực của mình trong thời gian đấy. Số liệu này khi doanh nghiệp kê khai xong thì chuyển qua và chúng tôi sẽ có cán bộ kiểm soát toàn bộ lại cái số liệu đó. Nếu đúng và tính logic và đúng các cái nội dung đầy đủ thì chúng tôi bắt đầu mới chuyển cái số liệu đó trực tiếp ra trung ương trong ngày. Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, mục đích của cuộc điều tra lần này nhằm thu thập thông tin về ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như đánh giá mức độ hỗ trợ và sự lan tỏa các chính sách của chính phủ, các cấp, các ngành đối với doanh nghiệp trong thời gian qua. Thông qua đó, chính phủ, các cấp, các ngành và địa phương có các chính sách giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp ứng phó tốt hơn trước dịch COVID-19 lần 2. Đối với các số lượng doanh nghiệp, theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố giao là trên thành phố Đà Nẵng phải điều tra khoảng 10.000 doanh nghiệp. Thì ở Hải Châu, quận Hải Châu dự kiến sẽ điều tra từ 2.500 đến 3.000 doanh nghiệp. Để cho các cuộc điều tra này nó thành công tốt đẹp, thì rất mong giám đốc, chủ doanh nghiệp và kế toán doanh nghiệp tích cực tự giác cung cấp các thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn để ngành thống kê hoàn thành cái nhiệm vụ được giao. Cuộc điều tra triển khai thu thập thông tin lần 2 này diễn ra từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 9. Kết quả công bố dự kiến cuối tháng 9 năm 2020. Trước đó, trong đợt điều tra lần 1, Đà Nẵng có 7.000 doanh nghiệp tham gia trả lời, trong đó có tới 90% số doanh nghiệp được hỏi bị tác động bởi dịch COVID-19.